Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là mình cho các cả nhà coi cây mãng cầu, cây na. Cây na quá bự luôn, quá cao luôn. Đây. Và hôm nay là cho các bạn biết cây mãng cầu rất ngon nha các bạn. Đây, mình cho các bạn thấy này nha. Cây mãng cầu này nó đã chín rồi. Ok. Mình lên mình thấy coi nha, coi ngon không nha, coi chín chưa nha. Nếu mình đi lên mình coi, phải trèo lên cái thang á mới lên tới được. Wow, trái này thì chưa chín, này còn cứng, trái này thì mềm, đã chín rồi. Đó, mình bóc ra được luôn nè, đó thấy không? Trời luôn, ngon luôn. Chín cây á, là mình phải bóc từ ở trên cây như thế này. Đó, thấy không? Đây là măng cầu chín ở trên cây. Đó, măng cầu chín cây. Quá trời. Bự luôn. Đó. Wow. Ngon quá các bạn ơi. Thấy quá đã không? Wow. Quá ngon. Mình phải bắt thang trèo lên mình ăn nha. Cho các bạn thấy. Wow. Ngọt quá đã luôn. Wow, quá ngon. Ăn mãng cầu chín cây ở Florida. Ok. Trái này ở ngoài chợ họ bán khoảng chừng 15 đồng một pháo á, tại vì trái nó bự mà nó ngon nữa. Ngoài đây mình có những cái trái này nè, mình thấy không, đây có những cái trái này nó gần chín nè, quá trời đã luôn. Nhưng mà không thể nào mà ngờ được, sống ở bên đất Mỹ mà được ăn mãng cầu trái na chín cây, ăn thử chín cây luôn mà nó ngon, phải nói là quá chừng ngon. Quá chừng ngon. Ok. À, mình trả lời, mình hái, mình ăn rồi mình phải hái xuống luôn chứ, chứ để đây rồi chim nó ăn sao. À, mình hái. Đây các bạn. Ta-da. Mãng cầu chín cây. Quá ngon luôn. Đây mình xem nào. Đó. Quá ngon, quá đã. Mang cầu chín cây ở Florida nha các bạn.